Ở vòng đấu thứ 13 V-League 2016, trong trận tiếp đội khách Sana Khánh Hòa trên sân nhà Cao Lãnh, người hâm mộ đội bóng xứ Vương Biển bất ngờ khi huấn luyện viên Trần Công Minh cất một loạt cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị, thậm chí cho lên khán đài làm khán giả như trung vệ Hải Anh, đội trưởng Minh Lợi, tiền vệ Công Thuận và rất nhiều cầu thủ khác để tin dùng các cầu thủ trẻ lần đầu tiên ra sân. Việc sử dụng người khác thường này của huấn luyện viên Trần Công Minh khiến người hâm mộ đội bóng miền Tây đặt dấu hỏi. Phải chăng do muốn thay đổi không khí, màu sắc trong lối chơi hay có vấn đề gì khác liên quan đến chuyện nội bộ với các cầu thủ bất ngờ bị huấn luyện viên Trần Công Minh chạm? Sự việc khiến họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không, em không hiểu một lý do gì hết. Không nói là cái gì hết. Nói là cũng đỡ bớt. Nhiều khi không biết cái nguyên nhân nằm ở đâu. Cũng không biết luôn. Tập cả tuần tập bình thường như thế. Đang tập hình chính kiệt. Như bị. Có lửa mới có khói. Và có thông tin cho rằng ở trận đấu thuộc vòng 11 trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, một loạt các cầu thủ trụ cột bất ngờ thi đấu sa sút khiến Đồng Tháp thua trắng 0-3, nên huấn luyện viên Trần Công Minh đã quyết định ra tay. Đến thời điểm hiện tại, V-League đã trôi qua được một nửa chặng đường và vấn đề có tiêu cực hay không luôn được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Trong khi tổng giám đốc VFF ông Cao Văn Tróng khẳng định chưa có biểu hiện tiêu cực, thì ngay lúc này tại miền Tây, phòng an ninh chính trị nội bộ PA83 công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Vì người nào làm người đó sẽ trách nhiệm, nhưng mà cái này là cơ quan chức năng theo về pháp luật thì ở đâu cũng vậy, lĩnh vực nào cũng vậy, người nào làm sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà hiện nay là cơ quan chức năng đang coi như là bên đó người ta nắm như thế nào thì bên đây cũng chưa được biết, nhưng mà đó là về cái nghiệp vụ của người ta. Đấy là đối với chuyện khi nào cầu thủ nào mà có vi phạm, tôi dùng là có vi phạm đấy, thì chúng tôi là phải xử lý mạnh tay và phải triệt để tận gốc. Bởi vì các cầu thủ trẻ của chúng tôi hiện nay là nhìn vào tấm gương của bậc đàn anh, cho nên chúng tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra, mà khi xảy ra là phải nghiêm túc xử lý. Việc Đồng Tháp thi đấu sa sút do vấn đề chuyên môn hay bởi những tác động nào khác, cụ thể là các cầu thủ móc ngoặc với bên ngoài để dàn xếp tỷ số hay không, điều này sẽ được trả lời bởi các cơ quan chức năng. Còn hiện tại, điều trước mắt của thuyền trưởng Trần Công Minh và lãnh đạo đội bóng chủ sân Cao Lãnh là làm thế nào để ổn định tinh thần của những cầu thủ còn lại, qua đó để cuộc chiến trụ hạng của mình được thực hiện thành công.